À, xin chào các em. Tiếp theo chúng ta sẽ đi sang cái phần thứ hai của cái phần này là nó là kiểm chứng tính độc lập. Kiểm chứng tính độc lập ấy là mục đích chúng ta kiểm định xem hai yếu tố định tính nào nào đó có độc lập với nhau hay không. Ví dụ như là cái việc giới tính của ảnh và cái việc là quan điểm về lấy chồng sớm, à lấy xây dựng gia đình sớm hay muộn, hay là việc bố mẹ ly hôn có ảnh hưởng đến tính cách của con cái hay không, vân 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 vân. Thì các bước tiến hành là chúng ta đã được học ở trong giờ lý thuyết rồi. Thì chúng ta phải thiết lập được cái bảng tần số dưới dạng bảng tần số xéo. Nhưng khi nhìn như này mà các bạn tiếng Anh bắn như gió mà vẫn không hiểu tại sao lại ký hiệu chữ R, chữ C. R là viết tắt của chữ, dòng tiếng Anh có cái gì đâu. C là viết tắt của chữ cột tiếng Anh. Và O thì là viết tắt của cái đối tượng, tên đối tượng quan sát. Có thế thôi mà cũng không hiểu. Kể cả giáo viên dạy tiếng Anh siêu nhưng mà cũng không biết được là cái ký hiệu như thế nào. Nó đừng nói từ chuyên ngành đấy, nó là ứng dụng trong thực tế. Có cái gì đâu. Đấy, thế sau khi thiết lập bảng này rồi thì bước thứ hai là chúng ta tính các giá trị kỳ vọng, còn gọi là giá trị cần thiết. EEG bằng RI nhân với CG chia cho N, tức là trước là chỉ số dòng, sau chỉ số cột, sau đó chúng ta tính cái đại lượng. Đại lượng này tên tiếng Anh của nó là chi square, tức là chi bình phương. Có một số giáo viên cứ thể hiện là họ trai là cứ vặn vẹo nhau với cái từ này, quan trọng gì? Thì từ ấy thì tiếng Nga của nó là chi kvadrat, còn tiếng Anh thì nó là chi square, thì cuối cùng xuyên âm sang tiếng Việt nó đều là chi bình phương. Có cái gì đâu, người thì là chi bình phương, người thì là chi bình phương, cũng thế thôi. Bước thứ ba là chúng ta sẽ bác bỏ giả thuyết không nếu như bất thực sau đây là đúng, hoặc là chúng ta tính p giá trị nhờ cái công thức ở phía dưới. Nếu như mà bất đẳng thức này mà đúng thì chúng ta bác bỏ không, bất đẳng thức sai chúng ta chấp nhận không, hoặc là chúng ta sử dụng phương pháp p giá trị. Ví dụ minh họa như sau. Ô cũng quá đâu đấy, cũng ở đấy ạ. Ô thằng khai thác dữ liệu giỏi nhé. Thì các em cứ bảo là thầy giáo không cung cấp tài liệu đầy đủ, thầy giáo cung cấp đủ chứ, nhưng mà thầy không để ở đây mà thầy để ở trên Facebook, các nhóm vào đấy có thể xem được, học thầy cũng xem được mà không học thầy cũng xem được, rất công bằng. Thế thì đây chúng ta sẽ có được đến đây, nhớ rằng là cái H0 và H1, cái H0 thì bao giờ cũng là hai yếu tố độc lập với nhau và các cụm từ đồng nghĩa, chứ không phải H0 là nhận định của người ta. H0 là hai yếu tố độc lập với nhau, đồng nghĩa, và đồng nghĩa với nó tức là độc lập, không phải là không liên hệ. Đây là làm bằng tay, còn dùng phần mềm thì dễ cực. Thế này trình bày nếu mà đi thi đầu vào cao học là phải viết tay, là phải tính như này. Thầy giáo phòng cả tình huống nhỡ sau này các em đi thi cao học cứ dở tài liệu của thầy ra mà học. Còn làm bằng máy thì như này. Đấy, siêu dễ hơn. Vấn đề ở đây là các em có thể nhập theo dòng hoặc theo cột. Nếu nhập theo dòng, nếu như các em nhập dữ liệu theo dòng thì các em phải ghi là byte hoặc chu. Còn nếu như nhập theo cột thì ta sẽ là byte bằng full nhé. Như của thầy đây là thầy nhập theo cột, các em có thể nhập theo dòng, sẽ không không hiểu cái gì cả. Lúc đi thi giáo viên này nhập theo dòng, giáo viên kia nhập theo cột, cứ không hiểu, học nửa của giáo viên này nhưng lại lắp nửa của giáo viên kia, chuyện trống vọng. Cái việc nhập dữ liệu là tùy em, nhập theo dòng cũng được, nhập theo cột được, như trong bài của thầy là nhập theo cột.
Được chưa? Rất dễ dàng. À, như vậy là chúng ta thấy chi bình phương, ví dụ có khi mà trắc nghiệm ấy thì nó chỉ hỏi là chi bình phương có bao nhiêu, một đề nó tách ra nhiều câu hỏi chi bình phương có bao nhiêu, thì là mình cứ nhìn là trong bài nó có ghi giống như chữ x ấy, nó ghi là x gạch ngang square đấy, có nghĩa là chi bình phương, đúng không? Đừng có máy móc, phải bảo cứ phải viết đúng như thế này mới được. Nó ghi là x gạch ngang square đúng không? Đấy, thì là kết quả là bằng 71.4834. Rồi nó hỏi P giá trị bao nhiêu, bậc tự do bao nhiêu, này có thể hỏi đây câu. Thầy có thích ra phần này xác nhận. Ta đang phản đối ở dưới phổ thông, bây giờ lên đại học thì lại làm theo thế, không có nói chuyện quái gì. Lớp 10 và lớp 11 thì nó kiểm tra bây giờ nó có vẫn có 30% là tự luận, nhưng mà vẫn chưa đủ. Học sinh có nhiều đứa nó lười, nó cứ điền bừa đấy, và đến lúc là lúc lớp 12 là quá muộn, quá muộn, được chưa? Tức là phải luyện tự luận trước để cho nó trình độ nó tốt rồi bắt đầu mới làm trắc nghiệm được. Bây giờ tự luận nó không có gì, không cứ điền bừa là chết rồi, thì nó cũng tất nhiên có đứa may nó điền đúng, nhưng không phải lúc nào cũng may mắn. Càng nhiều số câu thì cái việc anh điền bừa nó càng dẫn tới nguy hiểm, số câu tăng lên. Thi trắc nghiệm thi vòng 10 nó có 10 câu trắc nghiệm có chết không, 10 câu trắc nghiệm là chết, 20 câu đã ít rồi chưa nói gì 10 câu. Rồi sau đó thì chúng ta có một loạt bài tập tương tự ở trong này, có làm tương tự là chúng ta đang ta xử lý tách ra thành các câu hỏi đó, đấy là kiểm chứng độc lập. Đấy, một số câu tương tự ví dụ số ngày nằm bệnh viện rồi phần trăm chi trả, phương pháp giảng dạy cổ điển cá nhân hóa, bây giờ người ta gọi là lấy học sinh làm trung tâm, còn giáo viên ra gì ạ, có khuyến cáo không khuyến cáo vân vân. Đấy, thì trong tài liệu có cung cấp đầy đủ chúng ta, thậm chí cả một số câu hỏi phụ, hay nói cái tập này hay cực kỳ luôn đấy, đọc xong đi thi chắc chắn đỗ, nhưng phải hiểu được cơ. Tiếp tục đấy, một số bài tập ở trong này các em chưa có mà giải, mình có thể giải xong mình xong chụp lên mình nhờ mọi người xem hộ xem tớ giải thấy đúng chưa, bớt cái thời gian Facebook Zalo đi, bớt cái thời gian ngắm trai đẹp gái xinh ở trên Facebook đi, trên đấy có nhiều món ăn ngon, cũng bớt cái thời gian đi tập trung học cho nó xong dứt điểm, chưa làm gì đã đòi hưởng thụ, học hành chưa đến đâu ở đâu đã đòi hưởng thụ, thế làm sao đây, ai chẳng muốn hưởng thụ, nhưng mà ai làm cho ăn, mình làm mình ăn. Ngày xưa nhé, các thầy cô học những cái câu giống như kiểu câu ca dao á, cái gì muốn cái gì nhỉ, cái gì trăm ăn trong làm, cái gì thậm chí ngày xưa gì cả tay làm hàm nhai tay quay miệng trễ, bây giờ có dạy không, không dạy đúng không, phải dạy những cái câu đấy cho trẻ con nó biết rằng là à phải làm, mình phải làm, kể cả bố mẹ siêu giàu miệng ăn núi lở, bố mẹ rất giàu nhưng mà nếu mà mình không làm là một thời gian mình cũng thành nghèo hết đấy, cái đấy là phải dạy trẻ con, dạy từ lúc còn bé đấy. Giáo viên cấp 1 cực kỳ quan trọng luôn, định hướng lên tính cách, bây giờ cứ tí tí đã hưởng thụ, mới ra trường là đòi 20 triệu ở đâu ra, tiện thầy ấy sắp về hưu đến nơi rồi còn 10 năm nữa về hưu mà lương cũng chỉ trên dưới 10 triệu lương cứng. Đấy, nói thế, trên sàn thế được chưa nào? Rồi như vậy là xong phần thứ hai.